thế sự đang xen sống lại một lần, có một số có thể thay đổi, có một số không thể thay đổi, mà những thứ không thể thay đổi, gọi là số mệnh. Số mệnh kiếp trước của Hy Đường, như lục bình không nơi nương tựa, thời cuộc trung chuyển, cha mất mẹ chết, huynh đệ ly tán, gia môn phiêu diêu. Bạch Nguyệt quan vệ hy thân tử, thiếu nữ ỷ luyến thành không. Nốt trùi chu sa gia các duy thân tử tha hương, cứu rỗi tan biến. Trượng phu gia yến phu thê phản bội, đào bình tương hướng. Nàng rất rõ ràng, tất cả cực khổ, toàn bộ bởi vì thất quyền, khi nàng nắm giữ hết thảy, liền có thể lựa chọn vận mệnh. Trọng sinh, muốn sống sót, muốn tất cả mọi người sống sót, không cho treo ở trên đầu vận mệnh chi nhận rơi xuống, nàng phải trở thành người cầm đao. Vệ hy, sinh ra trong gia tộc đối lập, không phải lỗi của bọn họ. Gia các duy, đi thông đồng quy chi địa, bọn họ lựa chọn con đường, lại một trời một vực. Gia Huyền, vừa sư vừa hữu, số mệnh chi địch, kiếp trước kiếp này, bọn họ đều nhất định là kẻ địch cắt áo bào. Gia Yến, sống lại trở về, vừa mở mắt, chính là hỏa tán trường. Chương 1 Cung biến Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Cùng nhau giết Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Trùng sinh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 4 Hoàng lương nhất mộng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 5 Tỷ mùi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 6 Ba tỷ bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 7 Cặp kê Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 8 Vệ hi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 9 Gia Yến Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Gặp nhau Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.